Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể kiếm được các đồng tiền điện tử free. Dự án hôm nay sẽ là đồng CKE. Dự án này là cái đồng phát khoảng 0,1 CKE các bạn nhé. À 0,2 CKE và 0,1 trên một rep. Những người đăng ký theo link của mình ấy thì sẽ nhận được 0,1 nhé. Thì cái dự án này thì cũng chatbot ở trên Telegram, cho nên là yêu cầu các bạn sẽ phải có tài khoản Telegram nhé. Ok, các bạn sẽ ấn vào link này, nó sẽ hiện ra này, thì các bạn sẽ ấn vào con này là con Kate City org. Web thì cũng chẳng không xịn sò nha mọi người nha. Web thế này quá khá là đơn giản. Thôi cái iDrop thì mình cứ làm thôi nhé các bạn nhé, free mà. Mình cũng không không quá yêu cầu gì nhiều. Nếu mà mình mua hay là mình làm cái gì đấy thì mình mua hay là mình đầu tư thì mình mới check kỹ nhà mọi người nhỉ. Còn mấy cái iDrop này thì làm năm ăn năm thua các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ chatbot cho mình là được, không cần phải quá là so đo. Retrain lại cái này, submit này, don này, change profile. Mọi người vào đây ấn profile này, copy lại dán vào đây. Rồi, các bạn sử dụng ví ERC20 ở trên MetaMask nhé. Đây, copy lại dán vào. Đấy, xong đấy. Đấy, thế là xong đấy mọi người ạ. Khá là đơn giản phải không? Đấy, thì quay lại thì mình sẽ chat tiếp một con nữa, đó là cái con gain. Financy, dự án này có ký hiệu là GRN. Dự án sẽ phát khoảng 60 đô la, 150 coin và 30 coin trên rep. Thì các bạn vẫn vẫn cứ chatbot theo hướng dẫn thôi nhé các bạn nhé. Ở đây thì mình đã chat rồi này. Thì các bạn chat lại cho mình nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu. Các bạn ấn Start này, ấn Join iDrop này. Và đây các bạn theo dõi một cái group này, theo dõi Twitter và Redstream lại pin post nhé. Đấy, và theo dõi Twitter này nữa là hai cái này. Đấy, sau đấy thì mọi người sẽ thấy là ở dưới này các bạn ấn vào Submit nhé, có nút Submit ở đây này. Thì mọi người sẽ dán vào Twitter Profile nhé. Đấy, Twitter ở đây thì mọi người theo đi, vào Profile này, copy lại link này, dán vào Bot nhé. Tiếp theo nữa các bạn vẫn là cái ví ví lúc nãy đó. Cái ví ERC20 mà lúc nãy các bạn copy đấy ở bên này đấy. Vẫn là cái ví này nhé, vẫn là mạng ERC20 mọi người nhé. Sau các bạn theo dõi một cái group này, theo dõi chuyên chờ và red chuyên lại pin post này. Theo xong thì mọi người ấn yes cho mình nhé. Đấy, nó hiện ra link thì các bạn copy được link giới thiệu bạn bè của mình là xong. Đấy, hai cái dự án này thì nó cũng khá là đơn giản mọi người nhé. Các bạn chỉ cần chatbot theo nó ở trên Telegram cũng như là theo dõi nó ở trên Twitter, red chuyên lại Twitter. Các bạn dán vào ví nền tảng ERC20 ở trên ví MetaMask các bạn nhé. Nếu mà bạn nào mà muốn dán ví ở trên Trust Wallet cũng được các bạn nhé, miễn là các bạn đừng dán cái ví ở trên sàn, tại vì cái nền tảng ở trên sàn cũng là nền tảng ERC20 nhưng nó không có thể chứa đựng được nhiều cái coin cùng một lúc nhé các bạn nhé. Ok, như thế đã xong cái hai cái dự án này. Bạn nào mà chưa chat thì các bạn chat ủng hộ mình nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng các bạn nhé. Vào trong video thì mọi người sẽ ấn đây, thì các bạn sẽ ấn phần hiển thị thêm, các bạn sẽ thấy link ở bên dưới này nhé. Đấy, còn cái group thì mình chưa update cái dự án iDrop Bounty Free thì ở đây. Facebook mình ở đây, Twitter ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.